Hiện bây giờ chúng ta là 9 giờ, giờ của Nam Hàn, có nghĩa là 7 giờ chiều, giờ của Việt Nam, và cũng là 2 giờ trưa, giờ của châu Âu, có nghĩa là 3 giờ trưa, giờ của Ukraine. Trước khi đến những bản tin độc lạ mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị, thì cho Nguyên hỏi cô chú anh chị em có nghe được âm thanh và ánh sáng tốt hay không? Nếu các quý vị nào nghe được âm thanh và ánh sáng tốt thì cho Nguyên một cái vài tín hiệu nho nhỏ để Nguyên biết là mọi sự việc đủ ok và chúng ta có thể đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Nguyên đã thấy chữ ok và số 1. Thì ngày hôm nay chúng ta là bữa thứ năm, ngày 11 tây tháng 4 năm 2024. Nhân dịp đầu chương trình thì cho Nguyên có một lời chúc chân thành. Đầu tiên nhất là chúc các quý vị lúc nào cũng sức khỏe, cũng luôn dồi dào. Cái điều đó là quan trọng. Vì đối với Nguyên một câu rất là chính xác, có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là chúng ta mất tất cả. Ngoài cái điều đó thì Nguyên mong là những sự may mắn và tốt đẹp sẽ đến cho các quý vị cùng người thân và gia đình. Và lời chúc đã xong, cập nhật giờ tháng, ngày tháng giờ giấc đã ok thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa, đi những bản tin độc lạ đi nào. Thì hồi trưa đó Nguyên có chia sẻ với các quý vị mà Nguyên đã có hứa đó là Nguyên sẽ cho các quý vị thấy được cái đoạn video mà cái cô mà trên máy bay của Mỹ đó, cổ nổi cái cơn điên thành đậu của cổ, nên cổ giống bị ma nhập gì đó. Đây 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 đây, sẵn tiện ở đây thì cho các quý nghe lại và coi lại cái trực tiếp trên chiếc máy bay như thế nào. Đây là cái câu chuyện, nếu các quý vị nào không có nghe cái bản tin này vào buổi trưa thì cho Nguyên mạn phép kể lại ngắn gọn lại. Cái cô này là cổ đang đi chuyến bay về hướng California, và cổ bị người ta đuổi xuống với nguyên nhân và lý do là tự nhiên cổ ta không được bình tĩnh trên chiếc máy bay này. Nguyên nhân lý do mà nó dẫn đến là bởi vì đầu thứ nhất là cô ta mang cái hành lý xách tay. Và các vị biết là Nguyên cũng có cái hành lý xách tay đó. Nếu mà cái diện tích nó quá lớn thì người ta không chấp nhận là cái xách tay, các quý vị bắt buộc phải bỏ tiền để mà gửi hành lý. Thì cổ đã không được hài lòng với cái sự việc mà phục vụ, bởi vì cổ phải tốn tiền nhưng cổ cũng phải bắt buộc. Sau khi thì cổ chuyển máy bay, thì vì nhiều khi máy bay nó không bay thẳng và nó phải ghé nó chuyển, thì không may mắn thì cái hành lý xách tay của cổ đã bị mất. Thì nhiều khi nó không có mất, nó lạc đâu đó các quý vị, nó lạc đâu đó thì người ta sẽ kiếm và người ta sẽ gửi tận nhà đến mình, còn nếu không thì người ta sẽ bồi thường cho mình. Thì lúc nào chúng ta điền một cái đơn mà Nguyên đã từng bị mất đồ ở trên máy bay, không phải là một lần, nên là Nguyên cũng có một cái phần nhỏ kinh nghiệm. Thì cổ đã bực bội khi mất này, thì cổ ngồi trên cái ghế đó, thì cái cô mà tiếp viên hàng không đó, cổ mới lại hỏi nhẹ, cổ nói là cô có thể nhường cái chỗ cô cho một cái người khác, và cô ngồi cái chỗ khác được không, chỉ có hỏi một cách đơn giản như vậy thôi. Thì là cổ nổi cơn điên cổ lên, cổ nổi cơn điên cổ lên, rồi cổ la, cổ gào, cổ làm cổ đòi cắn hết mọi người. Thì lúc đó thì cả nguyên một trong cái sân bay đó nó bắt đầu nó hoang mang, người ta sợ các vị, sợ chứ sống sợ. Trời, Nguyên gặp Nguyên là Nguyên sợ liền, nó chạy chạy chuyện gì vậy trời, nó đó sợ liền các thôi. Thì lúc đó người ta mới kêu những cái anh cảnh sát đó đó đó, ba bốn anh cảnh sát, mình ơn cổ mà ba bốn anh cảnh sát, mà lúc mà cảnh sát đến thì cổ vẫn như vậy, cổ vẫn làm cái kiểu mà cái hành động giống như là quỷ nhập vậy đó đó đó. Thì cuối cùng thì cổ cũng bị tống ra khỏi. Đừng nói không sợ nè, kể câu chuyện thật nè, mới bữa nay nè, hồi chưa câu chuyện nè, nó lạ là chúng ta sợ, sợ ở đây á, là cái chuyện lạ bỗng nhiên cái người đó đang bình thường tự nhiên họ nổi cái cơn điên gì lên, mình không hiểu được, cái sợ hãi một cách đột ngột là cái điều đó. Nói ở đây cho các quý vị nghe nè, Nguyên bữa nay là cái ngày cuối cùng, nên là Nguyên đã đi đến một cái nơi thì kêu là triển lãm.
Thì cái triển lãm đó thì trong ngày hôm nay nó có cái chương trình đặc biệt, đó là cái triển lãm kêu là âm thanh và ánh sáng. Âm thanh và ánh sáng. Thì Nguyên đã vào mua vé, cái vé cũng khá đắt, nó khoảng là 18.000 won. Có nghĩa là cũng là một bữa cơm đó, 18.000 là ăn bữa cơm ở đây được rồi, ngon lành cành đào rồi, 18.000 là ăn vừa uống được rồi đó, 18.000. Thì tất nhiên là cái chủ đề của người ta là âm thanh và ánh sáng, nên là phần điểm là cái nơi mình đi nó hơi tối. Nó cũng có trưng bày cái gì Nguyên không biết, nghệ thuật cái gì nó thực tế luôn, cái nghệ thuật âm thanh và ánh sáng này á, nó không phải là cái gu của Nguyên. Và cái tiếng âm thanh nó lúc nào nó cũng vu vơ giống như là cái tiếng mà rùng rợn như đó, lúc nào nó cũng có tiếng vu vơ rùng rợn như đó. Và những cái phòng mà chúng ta đi qua để coi cái trưng bày nghệ thuật đó, âm thanh và ánh sáng đó, đều là nó tối mờ không ạ. Và Nguyên đi coi nhiều với cái phòng, sau đó Nguyên đến một cái phòng đó, Nguyên coi cái bộ phim thì nó cũng chẳng là bộ phim gì hết, nó chỉ là những cái hình ảnh về những cái những nhà họa sĩ họ vẽ những cái hình ảnh ma quỷ như vậy đó, họ vẽ mà họ vẽ con người thôi, vẽ người có gì quá đáng sợ. Coi khoảng 5 phút chán quá, thấy dở quá, cái Nguyên đi xuống cầu thang. Thì lúc mà Nguyên đi xuống cầu thang đó thì có 5 6 người cùng đi luôn. Thì cái cô kế bên, đứng kế bên Nguyên, cô gái đó khoảng tầm Nguyên nghĩ 22 tuổi, cũng đang đi xuống, cũng là những cái người đang tham quan đang đi xuống. Khi đi xuống cái phòng kế tiếp để chúng ta coi cái trình diễn và người ta trình bày một cái nghệ thuật, thì bỗng nhiên cái cô đó cô la lên, rồi cô múa cô múa. Khi lúc đó ở dưới đó là có người rồi, có người ta đang đứng coi, người ta vòng vòng coi rồi, cái cổ hát cổ la cổ múa, cái ai xung quanh cũng sánh xa cổ hết. Cô gái rất là xinh nha, tự nhiên giống như cổ có cái gì nhập cổ gì đó, cổ không còn bình bình tĩnh nữa, cổ hoàn toàn cổ không nói chuyện với ai, cổ không nhắm mắt, cái bắt đầu là cổ múa mà cổ hát cái giọng điệu ngộ, cổ làm rồi cổ múa múa khoảng tầm 1 phút mấy gì đó, 1 phút mấy. Nguyên có quay video lại, cổ một Nguyên có quay video lại, cổ múa bằng 1 phút mấy, rồi bỗng nhiên cái cổ lên lầu thang cổ đi tiếp. Giật mình chứ, cái vậy sợ cắn sao, ai nó không sợ, cái bà này mới vô sợ mà cắn, bà đầu cắn ta nữa. Nguyên đã nói là trên thế giới về thuốc gì cũng có trị được hết, nhưng mà thuốc điên là chị không có nổi nha các vị, đừng nói tới bỗng nhiên. Nếu mà mình sợ ở đây á, là một sợ chuyện nó lạ kỳ, nó đột ngột, chứ không phải là sợ kiểu sợ hãi, nó không phải là cái kiểu sợ hãi các vị không, cái sợ hãi là giống như cái gì mà ghê tởm, tôi sợ quá không, cái này mình bị sốc á, chuyện gì vậy ơi, chết 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 ơi. Đó, đó đây đừng có nói, thì Nguyên bữa nay là Nguyên thấy chứng mắt Nguyên thấy luôn á, và Nguyên có quay video lại luôn. Mà cô nó trẻ lắm, 22 tuổi gì đó cỡ đó, đi coi trong một cái triển lãm như vậy. Thì tự anh với cái chắc là Nguyên nghĩ là bị cái tác động với âm thanh đó, thì cái đó là người tiêu là âm thanh và ánh sáng, mà cái tiết động cái âm thanh đó nó làm có thể là bị cái gì đó ảnh hưởng đến cái bộ não của cổ. Cô bỗng nhiên là cổ múa, cổ hú lên, cổ la lên, mà cổ la cái kiểu âm điệu đó, âm âm nhạc đó nha, chứ không phải là la lên cái kiểu mà giống như bà này, cổ la cái âm nhạc nhưng mà cũng lạ lắm, cũng lạ lắm. Nguyên đám đông bỗng nhiên cái vị cổ đang đứng chạy ra hết, cổ ai cũng cách rời ra khỏi hết, chuyện lạ, chuyện độc lạ mà. Đó là bản tin liên quan đến ở tại chính mắt Nguyên thấy ngày hôm nay ở tại nơi triển lãm, mà nếu các quý vị có đến ở Seoul thì nó có cái nơi triển lãm kêu là Modiap đó. Đó là tùy theo cái chủ đề, tùy theo chủ đề của chú và anh chị em. Và bây giờ một bản tin kế tiếp, các quý vị còn nhớ cách đây không lâu, đó là cái Nhật thực ở tại đất nước Hoa Kỳ đúng không? Cách đây không lâu Nhật thực ở tại Hoa Kỳ, và ba hơn cả 30 triệu người Mỹ xem, trong đó bạn Nguyên bên Mỹ cũng có gửi hình cho Nguyên thấy xem cái Nhật thực nó như thế nào. Thì ngày hôm nay Nguyên nhận một bản tin cũng làm cho chúng ta khá là lo lắng. Nguyên nói là Nhật thực từ đó tới giờ Nhật thực lúc nào nó cũng có liên quan đến, Nguyên nói là liên quan những cái vấn đề mê tín đáng sợ. Mê tín đáng sợ. Thì đây là một cái câu chuyện ở tại Mỹ, để cho các quý vị thấy được là cái câu chuyện theo tờ báo Los Angeles nó đã đưa tin.
để câu chuyện như thế nào là một cái bi thảm trong cái ngày lễ nhật thực nó ra sao. Cái cô này đó, cổ làm nghề coi bói, cổ làm nghề coi bói. Trước khi cái nhật thực nó sắp sửa bắt đầu thì các vị biết là giờ giấc người ta nói một cách cụ thể trước, thí dụ là giờ nào ở tiểu bang nào coi nhật thực mấy giờ đó. Trước khi nhật thực bắt đầu thì cổ đã dùng dao đâm vào người chồng của cổ, ngay tim, ngay tim, ngay tim. Khi đâm dao chồng của cổ là chồng của cổ chết ngay tim, mà chồng của cổ là năm nay 29 tuổi thôi, là cựu chức cựu binh sĩ nữa, cựu binh sĩ của Hoa Kỳ. Cổ mới cầm hai đứa con cổ lên chiếc xe Porsche. Như chữ Porsche thì chúng ta biết là xe hàng hiệu đó, là gia đình có điều kiện mới chạy được xe Porsche. Cổ trên một chiếc xe Porsche, cô chạy trên con đường cao tốc. Sau đó cô đẩy hai đứa nhỏ xuống đường cao tốc với cái tốc độ xe cực kỳ là lẹ. Trong đó có hai đứa bé nhỏ, có một đứa được may mắn được sống sót, còn một đứa kia đã tử vong. Rồi cổ liên tục leo lầu lao lầu, và cảnh sát đã tìm được chiếc xe của cổ đã đụng vào cái cây, và xác của cổ đã bị thương nặng nề không thể nhận diện được, cổ cũng đã tử vong. Vì lý do hành động nó xảy ra vì lý do mê tín, cổ cho rằng là cái ngày nhật thực đó đó là cái ngày gì mà thần quỷ ma gì đó thế giới như thế nào đó, nên cổ mới đưa ra cái hành động điên cuồng như vậy. Cho nên nguyên nói là trên thế giới này chuyện lạ cái gì nó cũng có hết, nó không phải là chuyện tào lao đâu, đó là bởi vì chúng ta không tìm hiểu và chúng ta không biết nó thôi. Thế giới này nó muôn màu muôn vẻ, con người chúng ta đa dạng hết. Mọi sự việc tất nhiên nó không phải là sự việc thường xuyên xảy ra, nhưng đó đều là có thật. Và trong lịch sử Nhật thực có nhiều vấn đề, nhiều ông vua điên cuồng bắt con nít trong cái buổi Nhật thực nhiều lắm, nhiều câu chuyện cổ tích hay là những câu chuyện lịch sử đã có ghi chép. Và đây là cái câu chuyện thật đã xảy ra ngay trong cái buổi Nhật thực ở tại Los Angeles, để cho các vị thấy rõ được là chuyện lạ nó có. Thì đó là cái câu chuyện mà Nguyên nói á, để chúng ta hiểu được cái cuộc đời thế giới này nó có nhiều chuyện. Bữa nay Nguyên đưa cái chủ đề như vậy thì vì bữa nay không có tin nhiều của thế giới, không có tin nhiều của thế giới cô chú và anh chị em, nên là chúng ta không có hiểu được thôi. Nếu chúng ta tìm hiểu nhiều bản tin trên thế giới thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới này nó có nhiều tin, nhưng mà Nguyên ít có đưa. Để bữa nay thì tin thế giới không có quá sôi động, nên là Nguyên chọn những cái kinh nó có cái mấy cái tin nó có tâm linh chút xíu, tâm linh chút xíu đó. Đó là bản tin xảy ra tại Mỹ, mà Nguyên nghĩ là người Mỹ đã nhận được bản tin này vì bản tin này đã gây khá là sốc ở tại Hoa Kỳ, khá là sốc ở tại Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta quay trở lại bản tin cũng là lạ nữa, liên quan với bác Joe nhà ta. Bác Joe nhà ta cũng bị ma nhập nữa, tin không các quý vị? Bác Joe không cần bị ma nhập, Nguyên nghĩ là ma mà đã gặp bác Joe nó, thôi my friend mày là gia đình của tao rồi. Bác Joe thì không cần có ma nào nhập bác Joe đâu. Ok, bác Joe mà gặp ma nó, ý mày trước sau mày cũng đi gặp tao rồi, mày là my friend của tao rồi, không cần phải nhập nữa. Nói chung là cái câu chuyện của bác Joe ngày hôm nay Nguyên muốn tâm tình với các quý vị. Các quý vị còn nhớ đó là bản tin Nguyên chia sẻ cách đây một ngày là Mỹ đã gửi thông điệp cho chúng ta biết là tuần tới phía bên Iran sẽ tấn công. Các bác bình luận rất là nhiều, mấy bác bình luận rất rất là nhiều cái bản tin đó, mấy bác chia sẻ rất là nhiều cái bản tin đó, mấy bác chia sẻ cái bản tin đó và các bác bình luận rất là nhiều những cái quan điểm trái chiều như thế nào. Trong cái bản tin đó thì Mỹ đã có gửi thông điệp cho Iran rằng là ê, đừng có tấn công vào những cái trụ sở của chúng tôi ở tại Do Thái. Vậy là chúng ta không hiểu được là Mỹ đang đứng về phía ai, hay là Mỹ đang chấp nhận cái cuộc tấn công của Iran vào Do Thái, khi lúc đó chúng ta đều biết Mỹ là đồng minh,
đã dấy lên một cái sự lo lắng cho chánh phủ của Do Thái. Vì Do Thái không biết nó chết rồi, ông Mỹ ông nói như vậy có nghĩa là ông đã bỏ mình rồi sao? Đó, cái vấn đề này á, làm cho người ta khá là hoang mang. Nên là ngày hôm nay bác Joe nhà ta phải khẳng định lập trường của Hoa Kỳ. Thì bác Joe đã nói sẵn là bác Joe, Mỹ lúc nào cũng sát cánh cùng Do Thái và sẽ bảo vệ Do Thái nếu bị Iran tấn công. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, quan điểm chính trị của bác Joe đã thay đổi. Từ đứng ra một phía trung lập, hai bay có tấn công đừng tấn công trụ sở của tao là được. Và bây giờ thì bác Joe đã đứng về Do Thái và sẵn sàng bảo vệ Do Thái. Đó, cái này có phải là mai nhập không? Trong vòng 24 tiếng đồng hồ thay đổi liền. Cái này cũng khác gì mai nhập đâu. Mai nhập là cái gì? Con người bình thường bỗng nhiên nó bất thường. Đó, có cái gì nhập vô mình mới bị bất thường. Còn bây giờ cách đây có bao lâu đâu, cách đây không bao lâu Nguyên mới cập nhật cái bản tin mà Mỹ đã công bố nói đủ hết là ok rồi. Mỹ sẽ nói là đừng có tấn công vào những cái trụ sở của Mỹ thôi, quỷ nhập. Thì 24 tiếng đồng hồ là ông đã thay đổi quan điểm và ông nói không, đợt này là ông khẳng định, ông kêu là khẳng định nha, affirmative là khẳng định, là khẳng định chúng tôi sẽ bảo vệ. Vậy nếu Iran tấn công, vậy nếu Iran tấn công có nghĩa là Mỹ sẽ vào cuộc, vậy là Mỹ và Iran sẽ bước vào cuộc chiến. Nếu theo lời của bác Joe nói ngày hôm nay là như vậy, thì để cho các quý vị nào vẫn còn hoang mang là Mỹ có ủng hộ Do Thái hay không, ngày hôm qua Nguyên cũng không biết vì cái lời phát biểu của Mỹ nó không rõ. Nhưng bây giờ thì có ai đó nhập rồi, sức mạnh của Mỹ đã khẳng định lập trường của mình, Mỹ đã khẳng định điều đó rồi, Mỹ đã khẳng định điều đó, Mỹ sẵn sàng bảo vệ Do Thái rồi. Đó, đó là nhiều khi chánh trị là vậy đó, không biết được 24 tiếng đồng hồ thay đổi hết, cuộc đời nó không biết chuyện ngày mai đó các quý vị nhé. Nha, các quý vị đừng có nói như vậy. Cuộc đời không biết chuyện ngày mai, nên là bác Joe đã khẳng định lập trường chính trị của mình là bảo vệ sát cánh. Sẵn tiện vấn đề đó thì bữa nay bác Joe với Nhật Bản, quốc gia mà Nguyên sắp sửa tới đây là Nhật Bản, mà các quý vị cũng biết là cái chuyến đi mà Nguyên sau đi Nhật Bản là Nguyên sẽ đi về, đi cũng khá lâu rồi, đi cũng một thời gian dài mà đi nhiều nước quá đó nó mệt, nó thực tế nó cũng mệt, nên là cái thời gian mà dành cho trên máy bay, dành cho thời gian vận chuyển nó quá nhiều, và cái thời gian cơ thể mà để mà nghỉ ngơi của Nguyên vận động đi bộ nhiều đó, nên là cũng cảm giác mệt, cũng thấm mệt rồi. Nguyên nghĩ là sau Nhật Bản là Nguyên sẽ suy nghĩ cái chuyến đi về, chuyến đi về của Nguyên. Thì gần đây với Mỹ và Nhật Bản thì Tổng thống Joe đã ca ngợi sự thành công của Nhật Bản đã bắn lên phi thuyền trên mặt trăng. Mỹ đang đối tác với Nhật Bản về những công nghệ không gian, công nghệ không gian các quý vị, công nghệ không gian, nên Mỹ đã bắt đầu đang có cái ý định hợp tác cùng với Nhật Bản để có những cái sự bảo vệ trên mặt trăng. Bây giờ mặt trăng ai cũng giành hết, ông Trung Quốc, ông Nga, ông nào bây giờ cũng giành mặt trăng hết. Mặt trăng bây giờ trở thành là một cái nơi mà kêu Nguyên nói là tranh đua trái đất, tranh đua chưa đủ. Ở trên trái đất chúng ta tranh đua chưa đủ, bây giờ tranh đua theo mặt trăng. Và ai bây giờ cũng muốn lập cái căn cứ của mình trên mặt trăng hết, để cho nói là cái khu vực này là thuộc về của mình, thuộc về của mình các quý vị. Cái điều đó là một cái điều mà mình thấy, Nguyên thấy nó lạ kỳ. Khi lúc đó trên trái đất chúng ta giành chưa có đã sao, và bây giờ chuyển sang lên giành mặt trăng. Thì với cái công nghệ phát minh của Nhật Bản trong thời gian tiến bộ thời gian về đây, vì vấn đề không phận đó, không gian đó, thì Mỹ đang muốn bắt tay với Nhật Bản để khai thác ở trên mặt trăng. Đó là bản tin liên quan đến Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sẵn tiện Nguyên sắp đến Nhật Bản nên Nguyên mới vừa đọc vài bản tin của Nhật Bản, thì Nguyên thấy cái bản tin này cũng thấy là lạ. Bữa nay tin lạ mà, đọc lạ mà, chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ bản tin đọc lạ mà tin Việt Nam Nguyên ghét, Nguyên báo Mỹ mấy châu Âu đó. Tin tốt thì không bao giờ nó thấy đưa, mà nó tàn là đưa tin xấu không.
Cũng giống như thường ngày là Nguyên mở báo của nhiều nước ngoài, Nguyên đọc, Nguyên không có đọc báo Việt Nam ít lắm. Nguyên chỉ đọc báo Việt Nam khi Nguyên làm chương trình vài bản tin của Việt Nam, mà Nguyên lấy một hai bản tin của Việt Nam để mình chia sẻ thôi. Nguyên mở qua báo nước ngoài, trời ơi, nó đưa hình Việt Nam lên. Đọc thứ gì, bà Trương Mỹ Lan. Báo nào cũng lấy cái tên của bà Trương Mỹ Lan lên hết. Báo Pháp, báo Mỹ, báo Anh Quốc, báo gì cũng đưa, nó ủa sao kỳ vậy. Thế bữa nay Nguyên ở Việt Nam mình á, cái chuyện tốt gì đó thì Nguyên không có thấy ông nước ngoài nào ông đưa hết, mà cái tin nào mà có liên quan cái gì mà xấu xấu á, là hay đưa thường xuyên. Nên bữa nay bà Trương Mỹ Lan đã được lên báo trên cả toàn cầu của thế giới và vẫn mang án tử hình, theo Bộ Công an vẫn mang án tử hình các quý vị. Cái điều mà án tử hình thì cái chuyện này á, Nguyên thấy nó hơi lạ, vì cách đây không lâu nữa các quý vị còn nhớ đó, là bà Trương Mỹ Lan bà nói có một nhà tỷ phú sẽ giúp đỡ bà, mà cần chánh phủ cho phép bà gặp cái nhà tỷ phú này để thuyết phục, để khắc phục, để mà gửi lại cái số tiền tổn thất cho chánh phủ đó. Mà không biết tỷ phú này ở đâu mà sao nó im lặng luôn, rồi nó lặng lên tới giờ. Thì bây giờ đưa xét bả xử là bởi vì án mang án tử hình. Thì bả tử hình á, thì Nguyên nghĩ là người Việt Nam chúng ta thì chẳng có ai thương xót bả đâu. Nguyên bảo đảm cái điều đó. Nguyên bảo đảm bây giờ Nguyên không thèm thiết phải hỏi cái khảo sát. Nguyên tin chắc là diễn đàn của chúng ta hiện giờ có 5.000 người nè. Bả mang án tử hình, các quý vị có thương xót không? Theo các quý vị là bả mang án tử hình, các quý vị có thương xót không? Có con người nó có hả? À. Cái điều mà Nguyên bất ngờ trong cái phiên tòa đó là khi bà nhận được cái án tử hình, cái nét mặt bà không có thay đổi. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy lạ. Tất nhiên là Nguyên cũng không rõ là cái tình hạn nó sẽ như thế nào, nhưng hiện bây giờ bà phía bên bộ tòa án vẫn công bố bả là mang án tử hình đó. Nhưng khi bả bị phán xét cái phiên tòa đó, nhiều người khác khuôn mặt thì cảm giác là buồn phiền, đau khổ, còn bả thì hình như là không có cái nét mặt thay đổi trên cái nét mặt của bả khi lúc đó bả mang án tử hình. À, cái điều đó cũng là lạ, cũng là điều lạ các như vậy. À, cũng là điều lạ các như vậy. À, thì cái sai phạm của bả thì nó quá lớn. Bả là một cái tập đoàn liên quan với Trung Quốc, Quyên đã nói rồi, cái tập đoàn của bả là cái tập đoàn liên quan đến Trung Quốc. À, bả là người gốc Hoa mà liên quan với Trung Quốc. Trước khi tập đoàn của bả bị đưa lên thớt thì cái người mà kêu Quyên nói là cái người mà đối tác với bả làm ăn ở Trung Quốc cũng đã bị rớt đài, cũng đã bị rớt đài, bả cũng mới rớt ở tại Việt Nam đó. Và bây giờ thì cái câu chuyện đó đối với bà tạm thời bây giờ đó là mang án tử hình rồi. Và báo chí ngày hôm nay phương Tây nó chia sẻ rất là nhiều, nó chia sẻ nhiều vô kể các quý vị. Đó là bản tin nho nhỏ đến bà Trương Mỹ Lan mà Trung Nguyên chia sẻ với các quý vị. Nói chương trình mà Trương Mỹ Lan, Nguyên đã có làm chương trình cách đây lâu lắm chứ không phải chuyện này đâu. Nguyên làm cách đây mấy năm về trước rồi, tập đoàn của bà Vạn Thịnh Phát Nguyên đã làm chương trình mấy năm về trước rồi. Nguyên đã phanh phui cái con đường dây tập đoàn của bà mấy năm về trước, nên là đối với Nguyên nó không có cái gì quá bất ngờ đâu. À, đối với Nguyên nó không có cái gì quá bất ngờ, chứ đâu phải là Nguyên mới làm cái chương trình về tập đoàn của Trương Mỹ Lan đâu. Nguyên đã làm cách đây vài năm về trước rồi, vài năm về trước. À, Nguyên không biết video nó còn hay không. Nếu các vị nào theo dõi Nguyên đã biết là Nguyên đã có làm hai chương trình về tập đoàn Trương Mỹ Lan, của bà Trương Mỹ Lan, hai tập đoàn mà Nguyên có phanh phui hết cái đường dây mối nhợ của tập đoàn của bà như thế nào, liên quan với Trung Quốc ra sao, như thế nào như thế nào. Nhưng bây giờ thì bà gớt đài thì cái chuyện đó không còn gì nói nha. Mình đối với Nguyên là mỗi khi một nhà lãnh tụ đã không còn chức quyền thì Nguyên không bao giờ nêu tên lên hết, vì họ không còn có trách nhiệm
Nguyên chỉ có nêu tên những người mà đang giữ quyền lực, hay cái chủ đề mà đang có sự sai phạm mà người ta không biết, thì mình mới moi móc ra để mình nói cho người ta biết cảnh giác. Còn những cái vấn đề đã trải qua rồi thì thôi, không có gì để mà nói nữa. Ngoài cái vấn đề đó thì bữa nay tại Việt Nam có một cái xôn xao, đó là một cán bộ ở trong trường đó có những cái hành vi không được tao nhã đó, đè trẻ em vuốt tóc kề mặt vào, khi lúc đó hai nữ sinh đang tranh chấp đánh lộn. Thì cán bộ trong trường này đó lại có những cái hành vi kỳ lạ lắm các quý vị đang xôn xao trên clip trên mạng xã hội ở tại Đà Nẵng. Thì đầu tiên nhất có là một cái trang mạng Facebook đã chia sẻ thông tin hình ảnh video quay trực tiếp, thì ông cán bộ này có những cái hành vi kỳ cục lắm. Thí dụ can thiệp hai đứa nhỏ đánh lộn thì thôi đi, không, ổng ôm hai đứa nhỏ vô người ổng, nhà ổng để cái đầu ổng chính giữa vậy nè, rồi ổng nói nhỏ 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 cái gì đó, ổng nói cái gì đó mình cũng không có nghe rõ lắm, ổng nói cái này cái kia đó, mà cái cử chỉ ổng nó kỳ cục lắm, vuốt tóc người ta nữa, làm ghê gớm lắm. Thì cái bản tin này nó được loan tả ra ở trên mạng, thì cái anh đó ảnh mới chia sẻ cái trang mạng đó thì ảnh mới gỡ xuống, thì cũng nhiều trang mạng khác cũng đưa lên, thì người ta mới đi điều tra đúng không, người ta đi điều tra thì sự thật nó có thật, thì nói hiện bây giờ ông này ổng tạm thời đình chức. Adu, nếu mà không có ai chia sẻ trên mạng xã hội thì chắc chắn chẳng ai biết đúng không, bởi vì có dư luận mạng xã hội có chia sẻ những hình ảnh thì cái câu chuyện mới được phơi bày và sự thật. Nếu không có mạng xã hội, không có thông tin, đúng không? Thì làm sao biết đâu, sự thật đâu mà biết. Nhưng mà khi chia lên mạng xã hội thì lại bị bắt là sao? Cái anh đó, anh chia đầu tiên đó, anh chia sự thật đó, anh bắt buộc phải gỡ xuống. Sao kỳ vậy? Nếu chúng tôi không chia sẻ thì làm sao biết đâu là sự thật? Các ông biết đâu mà bắt người. Mà khi tôi chia sẻ thì tất nhiên các ông kêu chúng tôi là đưa ra những bản tin sai sự thật, rồi sai dư luận, sai cái gì đó, các ông phạt tiền, các ông đe dọa chúng tôi. Khó hiểu thiệt. Nhiều khi mấy ông cán bộ Việt Nam, công an Việt Nam khó hiểu thiệt. Cái anh này anh đưa lên và anh bị đe dọa, anh bắt buộc anh phải gỡ xuống. Mà nhờ là anh gỡ xuống rồi đó, nhờ là người ta lấy lại, người ta mới đưa qua những cái trang khác. Nên là bịt miệng không được, nói chung chung là bịt miệng không kịp. Nói chung là bịt miệng dư luận thông tin chạy quá lẹ, Bộ Công an bịt miệng không kịp. Nên Bộ Công an bắt buộc phải điều tra, thì điều tra thì nói bây giờ ông này sự việc có như vậy, ông này tạm thời bị đình chức. Chuyện cũng lạ các bạn, ma nhập gì đó. Các quý vị hãy nên coi clip đó mới biết được cái hành vi của ông như thế nào, kỳ lạ lắm. Kỳ lạ, một đàn ông mặc áo màu xanh đó được đang xôn xao dư luận, còn hai sinh viên nữ kia mười mấy tuổi, chắc 13 tuổi vậy đó, 13 tuổi vậy đó, mà ổng có những cái hành vi ở nước ngoài, những hành vi đó là ở tù gục xương luôn đó. Những cái hành vi đó thì là ở tù ở nước ngoài đó, người ta cho là liên quan đến vấn đề ấu dâm, là chết, chết các quý vị nha. Thì đây là một cái bản tin cũng lạ đó, đúng không? Cũng lạ đó, chuyện nó lạ đó. Nhờ mạng xã hội đó, nhờ những người tào lao bí đao mà đưa lên đó, thì kẻ thủ phạm mới tạm thời bị điều tra. Còn nếu mà bị che lấp rồi thì ai biết được? Ai biết được? Nên tại sao cái mạng xã hội đó Nguyên thấy nó cũng có hai mặt, các quý vị. Trump có đi tù đâu? Đâu có dám bắt Trump tội gì mà phải đi tù? Chắc là các quý vị nói là liên quan đến vấn đề cái bà mà bà viết sách rồi đúng không? Trời ơi, bà khai báo, các quý vị có coi phiên tòa của bà chưa? Các quý vị có coi phiên tòa bà khai báo không? Bà không nhớ gì hết trơn á. Rồi bà khai báo là ngay chăng cái chỗ phòng thay đồ luôn á. Ông nói ông Trump ổng làm ông tấn công tôi ngay chăng cái phòng thay đồ. Các quý vị có ai mà dám tấn công phòng thay đồ tập thể không?
bà không có nhớ cái gì ngày tháng hay nhớ cái gì, bà không nhớ gì hết trơn á. Nói chung tất cả câu chuyện bà nói dưới một cái khía cạnh là bằng cái miệng của bà thôi, không có đem những bằng chứng cụ thể, vì cái điều đó nó khác các quý vị ạ. Các quý vị, nó bằng cái miệng ai cũng có thể nói được hết cái điều đó. Chúng ta khởi tố ai, các ít nhất các quý vị phải có một cái bằng chứng. Sự thật giả như thế nào thì Nguyên không dám khẳng định, vì cái câu chuyện đó chỉ có hai người biết, chỉ có câu chuyện có hai người biết, và chúng ta chỉ có tranh luận qua bằng miệng thôi, nó không dám nói được. Còn cái này là hình ảnh, cái ông ở ông trường học này, ông hình ảnh video video à. Còn Nguyên có mấy bác nó vào vô đây cũng có một cái, có một bác bắt vô hoài à. Những cái câu nói mấy bác lúc nào cũng vậy, mày xàm quá, mày nói láo hoài không ai nghe mày đâu à. Thì cái điều mà Nguyên nó thực tế là bác comment rất là nhiều, có nhiều người khuyên Nguyên là nên block bác đi, đừng cho bác vô, nhưng mà Nguyên vẫn để. Lý do tại sao? Vì Nguyên đã nói là Nguyên tôn trọng suy nghĩ đối lập, và Nguyên biết là bác làm như vậy đó là trách nhiệm của bác. À, vì quả thật mà Nguyên nó có nói xàm, mà Nguyên nó có nói láo nói dóc đi nữa, thì bác cũng không bao giờ bỏ thời gian quý báu của mình vào nghe, vì thời gian là tiền bạc đó. Thời gian là tiền bạc, thời gian là tiền bạc, nên là bác đã bỏ thời gian của mình nhiều khi có 45 phút, mà chương trình giờ nào Nguyên lên bác cũng lên hết. À, khi lúc đó 10 giờ sáng Nguyên lên thì bác cũng lên, à, khuya Việt Nam lên thì bác cũng lên, tối bác cũng lên, bác cũng đã bỏ nhiều thời gian sức khỏe của mình để theo dõi diễn đàn của Nguyên. Nguyên tôn trọng lắm, nên là Nguyên không có nỡ, vì Nguyên biết một con người nào đó, nếu mà Nguyên đi mà Nguyên nghe ai mà tuyên truyền cái gì đó và ai nói cái gì mà không lọt lỗ tai là Nguyên đi chỗ khác rồi. Nguyên đâu có ngồi mà gì mà ngồi mà năm này qua tháng nọ được đó. Nó bác khoái, bác nói gì chứ bác khoái nó. Miệng lời viết thì vậy chứ bác khoái không khoái nữa, bác đâu có nghe. Mấy bác nghe ở bác ghiền luôn, bác ghiền giờ nào cũng vô nghe hết. Nhưng mà trách nhiệm mà bổn phận thì Nguyên hiểu, thì mình đứng bên nào thì mình phải có trách nhiệm chống đối bên đó đó, mình biết như khoái. Vì chỉ có ở đây mấy bác mới nghe được cái tiếng nói thật, vì ở đây mấy bác mới nghe được nhiều khía cạnh trái chiều, chứ ở bên bác thì bác chỉ có nghe một hướng thôi, đúng không? Bác chỉ có nghe một hướng thôi. Mấy bác ngồi với nhau vậy sớm dụ u đảng của ta là vĩ đại, bác Lenin chúng ta là tuyệt vời, bác chỉ có nghe bao nhiêu đó thôi, bác đâu bao giờ nghe được những cái chiến trái chiều. Làm sao bác nghe được? Bác nghe đây bác nghe đã tai quá, sướng quá đó. Mà Nguyên nói bác nghe Nguyên nhiều đó, bị nhiễm đó, Nguyên bảo đảm với các quý vị luôn á, cái gì cũng vậy thôi đó. Nguyên là Nguyên nói theo cái kiểu tư bản đó, cái tư bản nó sẽ ăn sâu vào bộ não của bác đó. Rồi lúc đó bác gặp nói với cán bộ là chết, bác có chừng bị lộn đó, bị lộn đó, bị nhầm lẫn đó. Bác nghe Nguyên nhiều ghét thế nào cũng bị nhiễm đó, nghe bác nghe. Nguyên nó nói trước rồi đó, Nguyên cảnh cáo trước rồi đó, mai mốt mà đừng đổ thừa sao là tôi bị người ta bịt miệng tôi là phản động, là bởi vì mình nghe nhiều quá, mình nghe nhiều quá đó. Cái điều lúc nào cũng vậy mà. Mình thí dụ mà tại sao hồi nhỏ mà chúng ta biết hôm qua em mơ gặp Bác Hồ, đứa nào có mơ gặp Bác Hồ đâu, mà đứa nào cũng hát được hát câu là hôm qua em mơ, bị người ta tuyên truyền nói nhiều quá đó đó. Nguyên nói cho nó vui như vậy thôi, mấy bác có ai có quan điểm như thế nào, có suy nghĩ như thế nào, đó là chuyện của mấy bác. Mọi người đều có những cái Nguyên đã nói rồi, ở đây là một cái diễn đàn tự do, Nguyên tôn trọng hết mọi người. Vì đối với Nguyên, Nguyên nói thẳng một cái câu, mà cái câu Nguyên nói sẽ rất là nhiều người sẽ không hài lòng. Nguyên không bận tâm mấy bác đang mặc cái màu áo gì trên người của mình, cái màu áo đó nó không đại diện cho con người đâu. Nguyên đang mặc áo xanh, nhưng không nghĩa là Nguyên đang đứng về cái đảng phái màu xanh bảo vệ thiên nhiên đâu. Nguyên chỉ đánh giá hành động của con người mà thôi. Còn người thì nói tôi đứng đây là chính nghĩa, Nguyên chưa chắc tin đâu. Họ muốn đứng gì, họ nói cái gì cũng vậy hết á, Nguyên không có tin lời họ nói đâu. Họ muốn đại diện cho màu nào cũng được, nhưng Nguyên chỉ đánh giá cái hành động họ làm mà thôi. Hiện bây giờ thì nhiều khi Nguyên lên án xã hội Việt Nam, vì hiện bây giờ mấy ông đó ông đang nắm quyền, và hành động là do cả ông làm. Vậy thôi.
Vì Nguyên đánh giá qua hành động chứ Nguyên không đánh giá qua màu sắc. Màu sắc ở đây là đảng phái đó. Vì đối với Nguyên, anh không phải là anh đứng cái màu nào là anh là người tốt đâu. Nếu mà đơn giản như vậy thì chỉ cần đứng bên này màu này là tôi là người tốt rồi, đứng bên kia là người xấu rồi. Nó đơn giản vậy thì dễ phân biệt quá. Nguyên chỉ đánh giá qua tư cách của con người và hành xử của con người thôi. Còn anh thích màu gì đó là chuyện của anh. Vì tôi biết tôi sống tự do là tôi có quyền lựa chọn, thì tại sao tôi không cho anh có quyền lựa chọn? Nhưng là bởi vì như vậy nên là Nguyên không có quá khắt khe và quá đều, vì Nguyên nghĩ là đó là cái sự tôn trọng. Và Nguyên nghĩ là cần có cái sự đối lập, cần có cái sự phản biện, cần có cái sự tranh cãi, đối với Nguyên nó mới thật sự là chúng ta tìm ra cái lối đi cho đất nước Việt. Nếu chúng ta chỉ có nói một hướng, nói một chiều thì chúng ta mở một cái khi vạch gông, chúng ta không cho người ta vào và chúng ta nói cho chúng ta nghe thì nó có giá trị gì nữa. Mục đích là nói cho nhiều người dân nghe để họ là gì? Họ nhìn được hai khía cạnh. Có những thông tin họ không thể nào nghe được ở tại Việt Nam, họ may mắn nhận được và họ nhìn được cái quan điểm khác. Cũng giống như Nguyên gặp mấy đứa em nhỏ ở nước ngoài, gặp nó, anh em nói chuyện với nhau, quá thật đó, cái gì nó cũng không có biết hết. Nguyên nói thật với các đứa vậy luôn. Bà con xa của Nguyên không ai xa đâu, cái thằng mà Nguyên gặp ở dưới miền Nam Seoul nè, nó không biết cái gì hết. Và khi nó nghe Nguyên nói thì nó đi tìm hiểu. Và bắt đầu cái sự tìm hiểu, tìm tòi của nó sẽ dẫn đến cái sự hiểu biết của nó chính xác hơn. Chứ Nguyên thường nói là đừng tin những gì Nguyên nói. Hãy đi kiểm chứng những gì Nguyên nói, nó tốt hơn là tin những gì Nguyên nói. Vì chính bản thân của Nguyên cũng chẳng tin ai nói. Một tờ báo Nguyên nhận bản tin, Nguyên lúc nào cũng đi điều tra, nó thật hư. Cũng giống như bữa nay, người ta nói NATO đã bước vào cuộc chiến. Cả đống người cho là NATO đã bước vào cuộc chiến, vì người ta chưa bao giờ đi tìm hiểu cái bản tin đó hết. Người ta chỉ có nhận bản tin và người ta chia sẻ bản tin, vậy là hết. Trách nhiệm của người ta bao nhiêu đó là đúng, nhưng đối với Nguyên vậy nó không đủ. Chúng ta phải tìm hiểu rõ thật hư nó như thế nào trước khi chúng ta khẳng định một cái điều gì đó. Chứ chúng ta không phải là một cái máy chỉ có đưa chia sẻ, người ta chia cái này mình chia qua lại. Trách nhiệm của Nguyên không phải là gì. Nguyên phải khẳng định và tìm hiểu bản tin, và Nguyên phải làm sao chia sẻ một cách tỉ mỉ nhất để cho người nhận được bản tin này họ hiểu được cụ thể hết bản tin, và họ không ngộ nhận cái bản tin này theo khía cạnh này hay theo khía cạnh khác. Thì cũng giống như bản tin của đất nước Việt Nam, cũng cùng một bản tin mà khía cạnh của Việt Nam chia sẻ, thì lúc nào chúng ta cũng thấy 99% là nghiêng về bên Nga. Lúc nào Nga như thế này, lúc Nga tốt, lời phát biểu của Nga như thế này, lời phát biểu của Nga như thế kia. Nhưng người dân Việt Nam chúng ta không nhận định được những cái bản tin ngoài cái vấn đề mà Việt Nam đang định hướng họ muốn. Thì cái điều đó mới nói là may mắn là chúng ta sống ở tự do và chúng ta tôn trọng tự do. Nó là Nguyên không có ngôn từ khó nghe cho mấy bác, cả luôn những cái người hay trêu chọc Nguyên, ý tại sao mày kêu Bác Hồ là Bác Hồ, thì Nguyên nó cũng đâu có sao. Nếu mà tính theo văn hóa của Việt Nam thì ông lớn tuổi hơn, thì mình gặp mấy người lớn tuổi mình kêu là bác, dù mình có thích hay không thích cũng không phải quan trọng. Và cái ngôn từ nó cũng không không cần thiết phải quá khắt khe với ngôn từ. Khi lúc đó tất nhiên là Nguyên nói quan điểm chính trị của Nguyên đối với mấy bác Red Bull là hoàn toàn đối lập, hoàn toàn đối lập. Nhưng cái sự đối lập đó Nguyên vẫn có thể tôn trọng và Nguyên đấu tranh với cái sự tôn trọng, chứ Nguyên không phải đấu tranh với cái sự việc là người như thế này người như thế kia. Nhưng Nguyên nói là mỗi người một quan điểm, Nguyên không có lấy cái quan điểm của Nguyên, cái đấu tranh theo cái đường lối của Nguyên thôi. Còn ai đấu tranh theo đường lối của mình nó ai cũng có quyền riêng mà, nên là Nguyên không có bận tâm điều đó các quý vị nha. Thôi không nói nhiều nữa, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin. Cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ cho chương trình. Nguyên rốn thời gian lại và Nguyên chuẩn bị cái hành trang của mình, giấy tờ, đồ đạc một chút xíu, rồi đi kiếm cái gì lót một chút xíu trong bao tử, rồi ngày mai Nguyên phải đi sớm rồi. Nên là chương trình ngày hôm nay Nguyên tạm thời ngừng ở đây. Cảm ơn các quý vị lúc nào cũng ủng hộ với một thời gian rất là dài, đặc biệt là các bác lúc nào cũng theo dõi Nguyên một thời gian rất là dài.
Và mong là diễn đàn của chúng ta nó sẽ được lớn rộng hơn để cho có nhiều người được tiếp thu hơn, có nhiều người họ có thể nhìn được, nhận định được những cái sự việc quan trọng bận tâm của đất nước, và mong là đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có những nhiều người hiểu rõ được cái tình trạng của đất nước bây giờ khá là lâm nguy chứ không đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Bye bye các quý vị.